Xin trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý đã hiện diện trong hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hải Dương. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, trân trọng gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và chào mừng hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hải Dương, xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với tựa đề Hoa đất nước. Chương trình gồm các tác phẩm Đất nước, Mãi mãi tuổi 20, Màu hoa đỏ, Huyền thoại những người con bất tử, Đất nước, Lời ru, Mẹ Việt Nam anh hùng, Linh thiêng Việt Nam, Hải Dương rạng rỡ mặt trời lên của các tác giả Võ Anh Tuấn, Nguyễn Quý Lăng, Thuận Yến, Xuân Huy, Văn Thành Nho, An Huyền, Lê Quang, Minh Đức, biên đạo múa, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Bích, nghệ sĩ nhân dân Vỡ Tử. Và sau đây, chương trình nghệ thuật Hoa đất nước do tập thể nghệ sĩ diễn viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương biểu diễn xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mây ngàn hoa bóng phiêu trèo.
cây cỏ, đất đai, ruộng đồng, lúa bạc, hơi ấm của mẹ cho vợ che bao họ, nâng niu giấc ngủ nhọc nhằn trên cánh bóng của những đứa con sung mãn ngoài và dòng. Mẹ đã hóa linh hồn, đã thành ca dao, đã làm nên bất ngờ bản tráng ca bất tử của những năm tháng cam go. Mẹ đó là biểu tượng sáng ngời của sự yêu thương che chở và hy sinh vô bờ. Những người mẹ đời sự biết sống nói mẹ sẽ thương.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, chương trình nghệ thuật Hoa đất nước do tập thể nghệ sĩ diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Sơn biểu diễn xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng.